Rồi ơi. Yeah. Bên kia có một anh xe Hilux chạy kinh quá các bạn ạ. Bắn nước tung tóe hết lên. Vâng, xin chào mọi người nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trần Tân. Thì hôm nay đầu tuần là một tuần mới, xin chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một tuần mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Đợt này đang mưa bão rất chi là to, thì mình sẽ quay lại cái tình trạng ở đường đi ở khu công nghiệp Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam cho mọi người cùng xem nhé. Rất là nhiều chỗ là bị ngập úng, nước không thoát kịp, nên là ở đường rất chi nhiều nước làm cản trở cái vấn đề mọi người lưu thông, đường xá đi lại sẽ khó khăn hơn. Các bạn có nhìn thấy không? Đây là đường trục chính của khu công nghiệp này. Wow, nước rất chi là nhiều luôn. Cái này xe máy đi không cẩn thận khéo còn chết máy nhá. Cả bên này luôn này. Đó. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Rất chi là nhiều nước luôn. Như biển. Như đi ở trên sông luôn các bạn. Đó. Úi giời. Cái này ví dụ như xe máy mà bô mà thấp hoặc ô tô mà thấp là cũng dễ bị chết máy nhá. Rồi. Ô tô đi trên đường nhựa mà như là đi dưới sông các bạn. Các cô lao công đây đang đi quét lá. Đó. Ra gần cổng chính khu công nghiệp cũng vậy các bạn nhá. Này. Nước rất chi là nhiều, không thoát kịp. Đó. Xe máy cũng phải đi rất là chậm chạp. Đấy, có một anh xe máy chạy nhanh quá. Đây. Có một chiếc xe máy đang bị chết máy à? Đó, một chiếc xe máy đang phải dắt rồi các bạn này. Đó. Không lổ được xe nữa, phải dắt bộ nhá. Đó, xe ô tô đi, xe kia đi nhanh quá. Wow, có chiếc xe đạp điện này, ngang bánh luôn. Sợ thật. Nếu phải nói đây là mưa khá là to các bạn ạ. À. Mưa to gió lớn. Rồi, đoạn này cũng rất chi là nhiều nước này các bạn ơi. Như biển luôn rồi. Như là ở trên trên mương luôn. Như ở trên sông luôn. Đó. Trời ơi. Yeah. Bên kia có một anh xe Hilux chạy kinh quá các bạn ạ. Bắn nước tung tóe hết lên. Đi không có ý thức gì cả. Wow, các bạn nhìn thấy không? Cả hai bên đường nha, đều nước đều ngập hết các bạn nhá. Đó, bên kia cũng ngập. Đấy. Và bên này cũng ngập, nước rất chi là nhiều, hiện tại mưa đang rất chi là to. Sợ không? Và mình thấy nhiều cái bác tài lái xe ô tô ấy, nghĩ là mình ngồi trong ô tô nên là đi phóng rất chi là nhanh, không để ý những ai mà đi xe máy ở bên cạnh ấy. Nên là chính ra là mình đi ô tô ấy thì lên những đến những chỗ mà ngập thế mình đi rất chi là chậm để tránh cái trường hợp mà khi mà xe chạy nhanh ấy sẽ xé nước ấy thì sẽ vẩy lên các cái xe máy các và cái tạo cái sóng rất chi là mạnh ấy. Rất dễ là bị đổ xe, ngã xe ấy. Rất chi là nguy hiểm. Đấy, nên là các bác tài nhớ là đi vào những chỗ ngập ấy thì đi chậm thôi nhé. Để nhường đường cũng như là không làm cái sóng lớn để cho xe máy đi sẽ dễ dàng hơn nhé. Đó, các bạn thấy không? Trời đang mưa rất chi là to. Vâng, và video của mình đến đây là kết thúc nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.